Sau trận đấu này là trận bán kết 1 giữa Trương Thị Lê Na, Vàng Đai Đỏ gặp Tú Anh, Vàng Đai Xanh. Xin mời hai vận động viên chuẩn bị bán kết 1. Trương Thị Lê Na đâu? Trương Thị Lê Na. Trương Thị Lê Na đây xanh. Lại đi. Tả Xuân Phương. Lại. Tả Xuân Phương mang đai đỏ. Trận bán kết hai giữa Tú Anh mang đai đỏ, Hoàng Anh Xuân mang đai xanh. Xin mời hai vận động viên chuẩn bị. Trận tiếp theo giữa Nguyễn Trung AK gặp Trung Cao Văn Hóa Yên Thành AU. Xin mời hai vận động viên vào làm. Nguyễn Trung AK Trung Cao Văn Hóa Yên Thành AU. Trận tiếp theo Quế Phong AK Lăng Thành AU. Trận bán kết hai giữa Tú Anh mang đai đỏ, Hoàng Anh Xuân mang đai xanh. Xin mời các vận động viên chuẩn bị. Tập tiếp theo là Nguyễn Trung mang đai đỏ. Lô Phương Tú Quế Phong mang đai đỏ. Lô Phương Tú Quế Phong đâu? Mang đai đỏ. Tập tiếp theo. Lăng Thành mang đai xanh. Cung Đình Bảo Lăng Thành mang đai xanh.
Trận đấu tiếp theo, Xuân Hồng Hà Tĩnh mang đai đỏ gặp Lào mang đai xanh. Lào mang đai xanh. Lê Quang Dũng Lào mang đai xanh. Sau khi nghỉ một phút, chúng ta sẽ hiện ra trận thành một. Mang đai đỏ gặp Tân Kỳ một mang đai xanh. Tân Thành một Nguyễn một tay của Tân Thành đâu gặp đâu trong trận chung kết này tại sân một sẽ diễn ra nội dung comité cá nhân nam 35 kg 12-14 Nguyễn Văn Tiến của Tân Kỳ đâu? Xin mời các vận động viên chuẩn bị. Nguyễn Văn Tiến ở Tân Kỳ. Và vận động viên Nguyễn Văn Tiến Tân Kỳ một đâu? Quả gắt thôi.
Nguyễn Thị Duyên, Duyên Mộ. Nguyễn Thị Duyên. Cao thủ tổ chức UBT anh nhân nam 45kg, lứa tuổi 10-12, huy chương vàng, quang huy thép Thái Lan, huy chương bạc Trần Công Huy Trung, đơn vị triệu tập nhau. Alo, xin mời hai vận động viên chúng ta văn hóa quy ước, chúng ta văn hóa yêu thương anh vào bảng thi đấu. Quang Vinh Tép, Thái Lan. Với mình đó chưa cần vận động viên tuyển thì thứ hai Thái Lan đi chưa cần cái loại vận động viên tuyển thứ một vào vòng năm. Xin mời từ trong tay, trong tay khuất. Mời đồng chí Nguyễn Tuấn, chủ tịch hiệp hội dân tộc về khu vực cầu thủ. Cao thủ nội dung UBT cá nhân nam 35kg, lứa tuổi 12-14, huy chương vàng Dương Thành Vinh, gõ đường chú chú. Huy chương bạc Hoàng Văn Quang, trung tâm văn hóa quy hợp. Huy chương đồng Hoàng Trọng Khách, gõ đường Hưng Điện. Tập kiện đơn vị ghi kim hai. Bên này bên này nó bảo chu đan đấy, lừa một người cái đánh vào, ôi kích cái chân lên đã, kích cái chân lên vào tay. Tại thằng hai, các thầy đứng dậy kéo vào đường chu cho mang đây nào, để lần mang đây xem chuẩn bị. Đoàn Vân Phương,
xin mời khối tất cả Tân Trương gặp Đại học Hà Tĩnh. Xin mời tất cả Tân Trương gặp Đại học Hà Tĩnh. Số tư gắn thành trường A ta A ta số tư gắn thành trường A ta Đại học Hòa Bình A U có thủ mùa dân tiến tố tư vinh tệ cá nhân nam 35kg lứa tuổi 12-14 huy chương vàng Diêu Thành Vinh võ đường Xuân Trung Châu 12-14 tư vinh tệ cá nhân nữ lứa tuổi 12-14 hạng cân 35kg huy chương vàng Trần Đà My Quân Đồ Lộc huy chương vàng Trần Đà My Quân Đồ Lộc huy chương bạc Trần Thị Thảo đơn vị Bắc Giang huy chương vàng Lê Thị Thùy Tân Kỳ 1 và Nguyễn Thị Minh Thư đơn vị Nghi Kim tại thảm hai trận thi đấu bán kết hai giữa quân đội mang đai đỏ gặp Tuệ Lâm mang đai xanh cá nhân nữ xin mời hai đội chuẩn bị. Huy chương bạc Trần Thị Thảo đơn vị câu lạc bộ Tân Dương. Huy chương đồng Nguyễn Thị Minh Thư câu lạc bộ Vi Kim. Với tỷ số 3-1, vận động viên AO thắng cuộc giành quyền vào chơi trận chung kết. Tại thẩm hai sau trận trận chung kết nội dung Kumite cá nhân nữ 50kg lứa tuổi 12-14 sẽ diễn ra nội dung Kumite cá nhân nam 40kg lứa tuổi 12-14 Thank you.